Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Giống như những cơn phong ba bão táp trong cuộc đời này, những điều buổi sáng nay chúng con vui mừng vì có Ngài yêu chúng con. Amen. Và Ngài hứa với chúng con rằng Ngài yêu những người thuộc về Ngài trong thế gian, thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Amen. Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con là tình yêu mặc dầu, tình yêu vô điều kiện, tình yêu mà chúng con không hề tìm thấy giữa một thế giới này. Amen. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều. Xin Ngài tiếp tục cho chúng con, xin Ngài tiếp tục che chở chúng con, xin Chúa Ngài tiếp tục nâng đỡ mọi cuộc đời của chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con cần sự bày tỏ của Ngài buổi sáng hôm nay trong lời của Ngài, để chúng con càng thêm vững tin. Giữa nương nơi Ngài, chúng con được bình an. Amen. Giữa nương nơi Chúa, chúng con được bình an. Alleluia. Xin Ngài giúp cho chúng con, để chúng con quyết định là người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người xây dựng cuộc đời mình trên vần đá. Amen. Đó là Chúa Giêsu Christ. Có mưa xe, có nước chảy, có gió lay sôi động, nhưng nhà đó chẳng hề sập, vì cớ nền tảng được xây vững chắc đó là trên Chúa Giêsu. Amen. Chúa giúp cho chúng con chọn là người khôn ngoan. Chúa giúp cho chúng con xây dựng cuộc đời mình cách vững chắc. Và là Chúa Thánh Linh, sáng hôm nay chúng con nói với Ngài rằng chúng con không thể nào sống mà thiếu lời của Ngài. Chúng con cần lời của Ngài. Chúng con cần thức ăn nuôi dưỡng tâm linh của chúng con. Chúa ơi, còn rất là nhiều điều chúng con chưa hiểu thấu đáo. Còn rất là nhiều điều chúng con cần phải học hỏi, cần phải hạ mình trước mặt Ngài, và chúng con cần thầy của chúng con là Đức Thánh Linh. Amen. Soi sáng cho chúng con buổi sáng hôm nay. Amen. Xin hãy giúp cho chúng con hiểu được lời của Ngài. Hãy giúp cho chúng con tin cậy chắc chắn nơi lời của Ngài. Amen. Giúp cho chúng con thực hành lời của Ngài. Và xin hãy giúp cho chúng con kết quả như lời của Ngài. Amen. Xin Chúa giấu điều tới Chúa, mục sư Trương Đình Phong, được ơn của Chúa để công bố lời của Ngài ngay trong thời giờ này. Amen. Xin Chúa giấu điều tới của Chúa trong dòng huyết báu của Chúa Giêsu Christ. Chúa Thánh Linh, Ngài tự do hành động qua môi miệng, tâm trí, tấm lòng của đệ tớ Chúa. Để lời nói của đệ tớ của Ngài đầy quy quyền. Lời nói của đệ tớ của Ngài đầy quyền năng. Lời nói của đệ tớ của Ngài đem sự tác động cách mạnh mẽ, cách sâu xa ngay trong thời giờ này. Chúa ơi, để chúng con được lớn mạnh, để chúng con được kết quả. Chúng con có hướng đi đúng, chúng con sẽ kết quả cách vinh hiển danh Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ban phước lành cho những tấm lòng đã đến đây, để dâng thời gian quý báu nhất của quý bà chị em chúng con tìm kiếm Ngài, để dâng tấm lòng và dâng tài chánh. Nguyện xin Ngài ban phước cách nhớ đầy trên tất cả quý ông bà chị em của chúng con. Nhớ danh Đức Chúa Giêsu đến con công bố phước hạnh của Abraham, Isaac và Jacob, tôn đổ cho danh sự của Chúa. Thần sơ lâm những người có tấm lòng dâng hiến, con cái Ngài khắp mọi nơi, người nào có tấm lòng dâng hiến, Ngài sẽ phát hộp giống cho họ. Cho ai mà con tin rằng hộp giống sẽ được kết quả 30, 60, 100, con cảm tạ ơn Ngài. Con công bố buổi sáng hôm nay, ai là người dâng hiến, người đó sẽ được phước, người đó sẽ được giải cứu ra khỏi linh nghèo, hiếu, tư cực, bản chặt, nợ nần, lo lắng, bất an, sợ khổ, và lui ra khỏi danh sự của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con đón nhận những giờ phút đầy tình yêu thương, đầy quyền năng, đầy sự tươi mới ngay trong hiện giờ này. Sự vinh quang thuộc về Ngài. Chúng con thành kính và cầu nguyện là trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa, xin mời thánh chúng ta cùng ngồi. Chúng ta nghe lời của Chúa ở trong sách Chân Ngôn đoạn 28 câu 13. Chân Ngôn đoạn 28 câu số 13. Ta xin đọc: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng nghe xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Amen. Xin hồi thánh chúng ta nhìn trên bảng, chúng ta đọc chung 2 và người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Hãy nhìn người bên cạnh nói đi đó. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được. Bao nhiêu người tin chắc đó là lời của Chúa Trời? Amen. Chúng ta hãy nói người bên cạnh lời của Chúa đem sự sống cho bạn. Amen. Lời của Chúa đem sự sống cho bạn. Amen. Phân luận cái thánh này bảo rằng người nào giấu tội lỗi mình thì sẽ không được may mắn.
Bao nhiêu người trong chúng ta muốn cuộc đời của mình được phước hạnh, được may mắn? Amen. Và Kinh Thánh bảo rằng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó, chắc chắn rằng người đó sẽ được sự thương xót. Amen. Xưng tội nó ra và lìa bỏ nó thì Chúa là đấng thương xót giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ thành Ninive, họ đã mặc bao ngày, họ đã kiêng ăn, họ đã cầu nguyện, họ đã khóc lóc, họ xưng tội ra, họ lìa bỏ. Chúa đã thương xót thành Ninive. Amen. Thì bởi đức tin tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu thành Ninive, đã thương xót thành Ninive, thì Đức Chúa Trời cũng thương xót và giúp đỡ tất cả những ai thành tâm thật lòng ăn năn từ bỏ tội lỗi. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh, Chúa có chương trình đi cuộc đời của bạn. Amen. Chúa có chương trình đi cuộc đời của bạn. Chúa có chương trình đi cuộc đời của chúng ta. Amen. Và thêm một câu nữa là trong Châm Ngôn đoạn thứ 17 câu số 9. Châm Ngôn đoạn 17 câu số 9, chúng ta còn mà xem lời của Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta điều gì? Châm Ngôn đoạn 17 câu số 9 bảo rằng kẻ nào giấu tội lỗi mình tìm cầu điều tình ấy, còn ai nhắc lặp lại điều gì chia rẽ bầu bạn thiết không. Wow, chúng ta cùng đọc chung 2, 3. Kẻ nào giấu tội lỗi mình tìm cầu điều tình ấy, còn ai nhắc lại điều gì sẽ chia rẽ bầu bạn thiết không. Cho nên mỗi một người trong chúng ta hãy nhờ ơn Chúa không giấu tội lỗi, không làm chuyện tình ái với bạn. Amen. Và chúng ta nhắc từ bên cạnh, đừng lặp lại những điều không tốt, đừng chia rẽ bạn bè. Amen. Đừng lặp lại những điều không tốt, đừng nhắc lại những tội lỗi, đừng chia rẽ anh em của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, đây là lời của Đức Chúa Trời đã được đưa ra để nhắc nhở và khích lệ tất cả mọi người trong chúng ta. Amen. Hôm nay thì Chúa cho tôi dạy cũng rất là sớm để suy ngẫm về lời của Chúa, và tôi có nghe đi nghe lại bài giảng của một đệ tử của Chúa nói vấn đề giấu và xin. Và buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa, tôi cũng đưa cho ông bà chị em hai câu chuyện để rồi nhắc nhở mọi người trong chúng ta cái gì cần phải giấu thì chúng ta nên giấu, và cái gì cần bỏ chúng ta nên bỏ. Chúng ta cảm ơn Chúa, anh chị em chúng ta đã giấu lời Chúa trong lòng, anh chị em chúng ta đã đi truyền giáo. Và cảm ơn Chúa, đoàn truyền giáo đã trở về từ Đồng Tháp ở dưới Tiền Giang đã có 74 người tin Chúa. Chúng ta có thể vỗ tay ngợi cái Chúa được không? Chúng ta cảm ơn Chúa về đoàn truyền giáo đã đi ra giúp đỡ những người vô gia cư, đã có chứ là 13 người đã mở lòng và tiếp nhận Chúa Giêsu. Chúng ta vỗ tay ngợi cái Chúa được không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì đoàn truyền giáo đã đi ra của Phú Quốc và cầu nguyện, những con người đi đến đó không đến được, nhưng họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu rất là đông, sau đó cầu nguyện lơ lẽ rất là nhiều người. Và tôi tin chắc rằng lòng mình tin, miệng mình nói ra, người đó sẽ được sự cứu rỗi. Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Thật sự mưa bão mà Chúa cho chúng tôi đi đến nơi trong sự bình an. Và chúng ta biết rằng đài báo chúng bị bão, nhưng anh em cầu nguyện thì ngay bây giờ chúng tôi truyền giảng không mưa. Mà sau khi truyền giảng xong, Mỹ Tâm thì đến đường, Toàn Thắng thì quay phim, Cô Hiền thì bắt đầu làm chứng, tôi thì già chia sẻ rồi. Sau đó cầu nguyện, có một người mục sư có giảng nữa, rồi tôi có cầu nguyện. Và sau khi người ta tiếp nhận Chúa Giêsu, rồi cầu nguyện lễ, thêm một số người tiếp nhận Chúa nữa. Sau tất cả cầu nguyện, chúng tôi đưa người trở về rất là phấn khởi, về đến nhà bắt đầu bão tới. Quý vị nghĩ nè, bão mà bão không phải bão thường đâu, bão rất là mạnh nữa. Tôi thấy được sự tế trị của Đức Chúa Trời qua những tinh thần cầu nguyện của anh chị em. Rồi hôm qua chúng tôi đi nhiều nơi, chúng tôi đi nhiều chỗ, và cảm ơn Chúa, chúng tôi đến chỗ nào cũng hướng dẫn, và người ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu đến đâu quý vị ơi. Sáng nay Cô Hiền có nói với tôi là cảm ơn Chúa về tấm lòng của những anh chị em ở Phú Quốc rất là đơn sơ. Tấm lòng người ta mở, chỗ nào chúng tôi nói về Chúa Giêsu họ đều tin Chúa cả. Có một anh tài xế kia tên là Hoàng Ý, cũng chở một vị đệ tử của Chúa, và đệ tử của Chúa đã thấy trên chiếc xe có hình ông Địa và thờ cúng ở trên đó. Thì người mục sư nó hỏi tại sao em có thờ điều này, nó qua nó lại nó tấn lui sao đó, và vị mục sư nó giảng xong em ấy quyết định về tất cả những điều đó và tin nhận Chúa. Bây giờ em đó trong vòng thời gian rất là ngắn trở thành một nhân sự mạnh mẽ ở tại Phú Quốc anh chị em, cái xe dựng sạch sẽ. Chúa người của em trước đó
thì tin Chúa thôi, chưa tin Chúa xong mình rồi nhậu nhạc quậy phá, bây giờ rất là ngoan hiền anh chị em. Còn thắng Mỹ Tâm và Mỹ Hiền và tôi thừa nhận là em này vô cùng ngoan hiền. Chúng tôi nhờ đến đâu trở đến đó, làm việc hết tất cả. Và cảm ơn Chúa, bây giờ em đã đang tham gia một kỳ trại 750 thanh niên ở ngoài Nha Trang. Thì bây giờ em mới hứa cho tôi mà hiện giờ em dám đang làm việc như vậy mà dám bỏ thì giờ đi ra dự kỳ trại đó và trở thành người thanh niên mạnh mẽ cho Chúa. Và Chúa nói với em hãy kính sợ Chúa, cứ làm theo lời của Chúa. Và trong thời gian rất là ngắn, trước đây em phải thuê xe, em phải vất vả, nhưng trong thời gian tin Chúa rất là ngắn, quyết định tin Chúa, bỏ thuốc, bỏ uống rượu, bỏ cờ bạc, trong thời gian rất là ngắn không còn thuê xe nữa mà mua đứt một chiếc xe luôn anh chị em. Chiếc xe 7 chỗ trước đây là mua trả góp, mà bây giờ Chúa ban ơn, Chúa Phước mua đứt chiếc xe luôn. Và cảm ơn Chúa, khi chúng tôi truyền giảng xong, chúng tôi trở về, chúng tôi chở cái cô Phương Anh mà cô Hiền làm chứng hồi nãy, cái cô mà đến đây tin Chúa mà được cầu nguyện được chữa lành á, trở về, trên đường về chúng tôi cũng có làm chứng cho bác tài xế đó, bác tài xế đó cũng tiếp nhận Chúa Giêsu luôn đó. Tôi thấy rằng mình đi đến đâu mình giấu lời Chúa ở trong lòng, nhưng mình nói bằng miệng, đây là sự cứu độ giúp đỡ cho người khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng nay thì tôi dạy và tôi có suy gẩm về câu chuyện ở trong Giô-suê đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 6. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép trong Giô-suê đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 6. Quý vị sẽ lắng nghe lời của Chúa chung với tôi. Nếu quý vị thấy trên bảng được thì đọc chung với tôi. 2, 3. Giô-suê con trai của Nun từ Si-lim mặc hai sai người do thám mà rằng hãy đi do thám xứ nhất là Si-lim-đô. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một kỳ nữ tên là Ra-háp và ngủ tại đó. Người ta bèn tâu cùng vua Jericho rằng kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến cho thám xứ. Vua Jericho sai nói cùng Ra-háp rằng hãy đuổi hai người đó đã đến vào nhà ngươi vì họ đến đặng do thám thám xứ. Nhưng người đàn bà đến giấu hai người này rồi đáp rằng quả thật họ có đặt tới nhà tôi nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối cửa thành đều đóng, hai người này ra đi, tôi không biết đi đâu. Hãy mau đi theo vì các ngươi theo kịp được. Vả nàng có biểu hai người leo lên mái nhà giấu dưới cọc gai mà nàng đã lại trên mái. Đây là câu chuyện mà Môsê đã sai 12 thám tử để đến để do thám xứ như thế nào, để trở về xem tình hình đó làm sao, để biết cách để rồi giúp cho dân sự của Chúa chiếm được những cái tường thành đó và đem dân sự của Chúa bước vào trong xứ và đường xứ và mặt này. Nhưng mà khi đi như vậy thì có hai con người này đã đến và quan sát tại đây, nhưng bây giờ thành Jericho đã phát hiện được có hai do thám đến. Có hai người do thám đến và vua để tìm cách muốn giết hai con người này, muốn bắt hai con người của Israel, nhưng đi vào nhà kỵ nữ. Đây là việc không hay chút nào. Thường thì chúng ta sẽ thấy là gì, một người kỵ nữ, một con người tội lỗi xấu xa, thường thì bị mọi người xa lánh, bị mọi người coi thường và bị mọi người đố xét. Nhưng hai người nam này dám vào nhà của kỳ nữ. Và nơi đó bắt đầu, thông thường thì chúng ta sẽ thấy rằng những con người này là cặn bã của xã hội, là người bị bỏ đi, người bị coi thường, người bị người này là người đáng bị khinh bỉ. Nhưng tôi nói anh chị em rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đầy lòng thương xót. Amen. Ngài không nhìn vào kỳ nữ xấu xa tội lỗi, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng của người nào biết che giấu, gìn giữ, bảo vệ và giúp đỡ cho người của Đức Chúa Trời. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu, buổi sáng nay tôi công bố những con người đang có mặt tại đây, chúng ta đừng bao giờ kỳ thị bất cứ người nào cả. Amen. Đừng bao giờ tấn công, chỉ trích hay là làm cho như lời Kinh Thánh được chép hồi nãy trong Châm Ngôn cho chúng ta biết rằng còn ai nhắc lại điều gì làm chia rẽ bầu bạn thiết cố. Chúng ta đừng nên nhắc lại cái chuyện quá khứ, cũng đừng tố cáo tội lỗi của người khác đem đến sự chia rẽ đau đớn. Nhưng
hai con người này đã vào nơi nhà kỳ nữ Rahab này. Bà ấy đã làm gì anh chị em? Đã làm gì? Giấu bảo vệ người của Đức Chúa Trời. Hãy nói người bên cạnh, bảo vệ người của Chúa Trời là không ai. Amen. Nhắc người bên cạnh, tấn công người Đức Chúa Trời là không không ai. Bà ấy đã gìn giữ, đã che giấu, đã bảo vệ người của Đức Chúa Trời. Theo luật thì bà ấy sẽ bị dân sự giết chết. Nhưng mà tôi nói chị em rằng thêm một câu chuyện nữa để rồi tôi có thể đi đốt chết tại đây. Chúng ta biết cũng là câu chuyện ở trong sách Giô-sê đoạn thứ 7. Giô-sê đoạn thứ 7, xin mời một số người ở đằng sau tiến ra phía trước vì được dưới còn rất là nhiều ghế, không nên để anh chị chúng ta ngồi phía đây. Phước Hạnh, một số bạn nữ đọc tăng, chị Lê Vân có thể tiến lên trên đây dùm được không? Bạn Hồng Ngân, một số bạn chúng ta có thể tiến lên nhường ghế cho những người sau. Và cảm ơn Chúa, chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Giô-sê đoạn 7 câu số 1 như sau: Song dân Israel có phạm một tội về vật tán diệp, vì Achan con trai của Cạc-bi cháu của Sát-ti chất của Sê-rắc về chi phái Giu-đa có lấy một vật đáng diệp, và cơn giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phần lên cùng dân Israel. Và câu số 24: Tôi có thấy của cướp một cái áo choàng Simea tốt đẹp 200 xiếc lơ bạc và một nén vàng nặng 50 xiếc lơ. Tôi tham muốn các vật đó và lấy nó. Kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Đây cũng là một câu chuyện về một con người giấu. Nhưng mà con người này giấu không phải là giấu người của Đức Chúa Trời, mà giấu vật đáng gì. Chờ ơn Chúa mà tôi có thể đưa ra những cái ý như sau để rồi chúng ta có thể cùng khích lệ. Đề thấu của Chúa đã giảng và tôi đã được cảm động điều này. Giữa bà Rahab và ông Achan có sự so sánh như sau: bà Rahab này là một gái mại dâm, còn ông Achan này là người, một người lính được tuyển chọn trong dân Israel. Bà này, bà Rahab đã bị diệt vong, còn ông Achan này, ông có một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng bà Rahab này đã giấu hai thám tử người của Đức Chúa Trời, bảo vệ người của Đức Chúa Trời. Còn ông Achan là người cất giấu tội lỗi và che đậy những điều đáng gì. Và cuối cùng bà Rahab đã được cứu và ông Achan đã bị giết. Và bà Rahab này không những cứu mình mà bà cứu được cả gia đình của mình. Còn ông Achan, chính ông đã giết cả gia đình của ông. Bà Rahab được liệt vào gia phả của Chúa Giê-xu ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 1. Còn ông Achan đã bị đáng nguyền rủa và xấu hổ muôn đời. Cho nên tôi muốn nói với bà chị em rằng có những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban phước cho bà Rahab vì bà biết giấu người của Đức Chúa Trời. Còn có điều xấu hổ tội lỗi vì ông Achan đã cất giấu những điều tội lỗi trong đời sống của họ. Những gì chúng ta cất giấu ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ gặp. Những gì chúng ta gặp ngày hôm nay là kết quả của những gì chúng ta gieo ngày hôm qua. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi muốn mọi người trong chúng ta tại đây biết rằng mình dâng hiến cho công việc truyền giáo, mình ra đi truyền giáo, mình cầu nguyện, mình cứu người, mình giúp người, mình giáo lời Chúa, đó là điều chúng ta có một tương lai đầy hứa hẹn. Amen. Còn những con người nào cất giấu tội lỗi, người ta vẫn thường bảo là gì? Không thể nào để cây kim trong túi áo mà giấu nó hoài được. Có ngày cây kim nó như thế nào? Có bị lộ ra. Nếu chúng ta cất giấu lời của Chúa, tương lai chúng ta đầy phước hạnh. Nếu chúng ta cắt giấu những việc mà cưu mang đi những người vô gia cư, chúng ta sẽ đầy phước hạnh trong những ngày tới. Nếu chúng ta cắt giấu những việc mà truyền giáo cứu người, chúng ta sẽ gặt lấy những cái lời làm chứng khích lệ của những con người đó trong những ngày tới. Còn nếu chúng ta cắt giấu cái chuyện mà buồn dĩ rồi ăn hụn trộm, rồi chúng ta cắt giấu những xì ke ma túy,
chúng ta cất giấu những cái chuyện mà lén lén hút thuốc, lén lén nhậu bia, nhén nhén đi những chuyện tội lỗi, không sớm thì buộc điều đó cũng bị phô bày anh chị em ơi. Nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ mọi người trước chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, mặc dù tương lai chúng ta không tốt đẹp giống như bà Rahab, nhưng bà đã biết được đường lối của Chúa, bà đã kính sợ Chúa, bà giấu lời của Chúa, cho nên tương lai của bà đầy phước hạnh. Còn Achan đã có một cái người được ban đầu rất là tốt đẹp, được đầy hứa hẹn, nhưng mà ông không kính sợ Chúa, ông giấu những điều tội lỗi, tương lai của ông đầy thê thảm anh chị em ơi. Hãy nhớ ơn Chúa, chúng ta biết rằng Chúa chọn chúng ta, Chúa có chương trình tốt lành cho tôi và anh chị em. Amen. Hãy lắp tay người bên cạnh đó là Chúa chọn chúng ta, Chúa có tương lai tốt lành cho tôi và anh chị em. Amen. Chúa có tương lai cho mọi người trong chúng ta. Cái gì chúng ta cần giấu là chúng ta hãy giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Amen. 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 Chúng ta cần phải cất giấu những tình yêu thương để rồi chúng ta bày tỏ tình yêu thương. Từ đó anh chị em rằng câu khó của chúng ta trong Chúa không bao giờ vỡ đập. Như chúng ta sẽ thấy cái người chị em chúng ta là tên là Hạnh đó, đã cứu mang cái sự cầu nguyện và cô Phương Anh bước vào cái chân đi rồi nhé, đau lắm. Nhưng mà sau khi người chị em chúng ta quyết định đặt tay cầu nguyện, sau khi mà làm tóc làm nail xong thì đặt tay cầu nguyện, thì cô Phương Anh đã trở về với đôi chân đầy khỏe mạnh. Qua đó mà danh của Chúa được vinh hiển. Chúng ta sẽ thấy là một vị mục sư đã cầu nguyện cho bạn hoàng ý đó. Bởi vì sao vị mục sư đã đề giải lời của Chúa trong lòng mà đã nói ra, đã thay đổi được một cuộc đời của một con người. Và qua con người đó đem một phước cho biết bao nhiêu con người khác. Hỡi anh chị yêu dấu, tôi khích lệ anh chị chúng ta hãy tiếp tục giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Amen. Hãy nhắc người bên cạnh, tôi với bạn hãy giấu lời Chúa trong lòng. Amen. Tôi với bạn hãy giấu lời Chúa trong lòng. Cảm ơn Chúa, chúng ta giấu lời Chúa trong lòng, chúng ta sẽ không bị lầm lỗi, chúng ta sẽ không bị cảm thấy bị hối tiếc. Mà chúng ta giấu những điều tội lỗi, chúng ta sẽ gặp những điều rắc rối anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi thấy được rằng cái khẩu sự của bà Rahab á là không có gì tốt lành cả, nhưng khẩu sự của ông Achan đầy tốt lành. Nhưng mà hai tư tưởng, hai thái độ, hai cách nhìn, hai cách giấu, hai cách làm đã mang đến hai kết quả khác biệt nhau vô cùng. Bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa cứu chúng ta, Chúa muốn chúng ta giấu tình yêu của Chúa để phơi bày cho người khác. Bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc rằng Chúa cứu chúng ta, Chúa muốn chúng ta quăng xa tất cả những tội lỗi xấu xa ra khỏi tâm lòng và tư tưởng của mình. Amen. Chúa muốn chúng ta biết được điều đó. Bởi vì sao? Nếu mỗi cuộc đời của chúng ta mà không biết cất giấu lời của Chúa, chúng ta sẽ gặp rắc rối vô cùng. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu số 12. Chúng ta xem lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu số 12. Đây là điều mà đệ tử của Chúa đã khích lệ và chúng ta cần phải hiểu được điều này. Chúng ta đọc chung 2-3. Đúng rồi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 12, 2-3. Nếu có kẻ lấy vàng bạc gỗ thật gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây lên đền đấy thì công việc của người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ được ra cái lửa, công việc của mỗi người được đánh giá nào, lửa sẽ hiện ra. Rồi bạn Dũng có thể kéo xuống ra lại, tôi nói vấn đề hai cái công cụ để xây dựng. Công cụ thứ nhất là vàng bạc. Và thứ hai là cỏ rô rơm rạ. Có hai cái công cụ để xây dựng. Một là công cụ bằng vàng bạc, và công cụ thứ hai là rơm rạ. Tôi hỏi anh chị em rằng rơm rạ với vàng bạc cái nào dễ tìm kiếm hơn? Rơm rạ. Rơm rạ với vàng bạc cái nào nhiều hơn? Rơm. Tôi hỏi anh chị em rằng vàng bạc tìm kiếm nó ở đâu? Ở đâu? Ở lòng đất. Ở lòng đất, đúng không? Nó không có nổ bên trên. Rồi thưa anh chị em rằng rơm rạ tìm kiếm ở đâu? Trên mặt đất. Và vấn đề mà tìm kiếm vàng bạc dễ hay là khó? Còn tìm kiếm rơm rạ dễ hay là khó? Nhưng mà hai cái này, hai dụng cụ này để xây dựng, mà nếu chúng ta xây dựng bằng vàng bằng bạc á, thì thưa anh chị em rằng cái giá trị của nó như thế nào? Rất là cao.
và đem đến sự khích lệ và đem đến sự chắc chắn cho những con người khác. Còn rơm rạ xây dựng thì chúng ta thấy như thế nào? Dễ bị cháy, dễ bị hư và nó không có giá trị gì. Mỗi đời sống của chúng ta nhờ ơn Chúa mà hãy xây dựng đời sống chúng ta giống như vật liệu đó là bằng vàng, bằng bạc, anh chị em ơi. Cái gì nó nổi bên trên nó là bình thường, mà cái gì nó giấu bên trong, nó kín đáo, nó ít, nó hiếm lại là đồ quý trước mặt Chúa. Và mà càng thử thách thì nó càng trở nên chất lượng, đúng không chị em? Họ nói là vàng lấy lửa để thử vàng, và chúng ta biết rằng đó là mà gian nan thì thử sức. Cho nên mình biết rằng khi mà càng thử thách chừng nào á, lửa càng nóng chừng nào thì vàng càng chắc, tất cả những tạp chất sẽ bị lội ra, mà chúng ta sẽ thấy đến những cái nơi mà người ta xây bằng vàng. Vừa rồi bạn Toàn Thắng của bạn Nguyễn Tâm đã được đi qua bên Ấn Độ, và cái căn nhà thờ Salomon bên đó người ta xây bằng vàng và rất chi là giá trị, và nhiều nước trên thế giới phải đổ xô về đó để tham quan, để nhìn thấy những điều tốt đẹp. Bởi vì sao? Vật liệu nó xây bằng vàng, nó tốt kém nhưng mà nó chắc chắn, nó sang trọng, nó đẹp đẽ, vì nó được trả một cái giá đắt, cho nên nó trở thành một vật dụng vô cùng giá trị. Mỗi một người trong chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, cũng hãy nhờ ơn Chúa để Ngài tìm tất cả những điều gì đó mà rơm rạ, những điều gì xấu xa, những cái bề nổi không xứng đáng ra khỏi lòng của chúng ta, hầu cho mỗi đời sống chúng ta trở thành vật quý giá trước mặt được Chúa Trời. Amen anh chị em. Và cảm ơn Chúa. Nói chung là cuộc đời đi theo Chúa, cuộc đời đi hầu về Chúa mà cái gì cũng dễ dãi. Tôi nói anh chị em nè, dễ bị sụp đổ lắm, dễ bị sụp đổ lắm. Mà con người nào mà trải qua sự thử thách, đã từng trải qua sự khó khăn mà vẫn còn đứng vững, những con người đó vô cùng mạnh mẽ anh chị em. Tôi thấy cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng giúp hết, người ta sẽ coi thường. Mà cái gì mà người ta biết trả giá, nó vô cùng quý. Có một lần thì tôi mang kinh thánh qua cho một cái nhà thờ kia, và ông mục sư ông rộng rãi, ông mua thùng kinh thánh, và ông gặp ai hàng cũng cho một cuốn, và họ cầm xong họ nói ơ thank you, xong họ đi ra và họ bỏ cái kinh thánh họ đi về. Và họ xin thường có một số người đem quăng lên xe, có số người bỏ. Và tôi biết rằng có một nơi, bây giờ cũng có một nơi nào tôi không nói rõ, mà anh chị em sẽ hiểu là hai phát sách. Và phần đông những người phát khách nhận rồi cười vui lắm, nhưng mà có mấy ai gì đâu. Cái gì mà miễn phí nó là như vậy. Nhưng sau đó tôi nói với vị mục sư đó, lần sau tôi mang những sách qua, tôi nói với vị mục sư đó đừng cho miễn phí nữa. Đừng cho miễn phí nữa. Một là bán, hai là họ phải đọc thuộc kinh thánh, họ phải thi đua gì đó, đạt được rồi mình phải cho cái quyền đó. Ai thật sự khao khát họ sẽ cố gắng mà đạt được. Mà sau khi quả thật như vậy, kinh thánh được bán và sách đó là tặng cho những cái gì quan trọng, phát thưởng. Khi họ nhận, họ vô cùng tôn trọng, họ quý mến cái vật của họ bằng cả khao khát công sức họ đạt được, bằng đồng tiền của họ bỏ ra, họ vô cùng quý trọng những điều đó anh chị. Cho nên tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, đừng biến cuộc đời chúng ta trở thành một cái điều gì đó mà nó vô nghĩa, vô giá. Chúng ta đừng có để thân thể chúng ta trở thành một cái điều gì đó mà là món quà tặng không biếu không, tình cho không biếu không. Tôi nói anh chị em là tình cho không biết không, người ta sẽ coi thường anh chị em. Nhưng mỗi một người nữ đang có mặt tại đây, tôi khích lệ các bạn hãy nhờ ơn Chúa xây dựng một cuộc đời của mình trên lời của Chúa Trời. Hãy giữ cái đời sống của mình thánh sạch. Trước ngày chúng ta bước vào cái đền thờ, chúng ta làm lễ đàng hoàng, người ta cưới hỏi mình đàng hoàng, người ta sẽ tôn trọng mình suốt cuộc đời. Amen. Amen. Tôi cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi nói về hôn nhân của chúng tôi, chúng tôi cảm ơn Chúa. Chúng tôi gặp bao nhiêu sự thử thách, bao nhiêu sự khó khăn, nhưng mà nhờ ơn Chúa chúng tôi cứ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi nhờ cậy Chúa vượt qua bao nhiêu sự thử thách, vượt qua bao nhiêu sự khó khăn, và chúng tôi gìn giữ hôn nhân chúng tôi đến ngày cưới hỏi đàng hoàng. Cho nên đến bây giờ chúng tôi đã sống nhau được 23 năm, 24 năm rồi, chúng tôi vẫn tôn trọng lẫn nhau. Amen. Không có chuyện tình cho không biết không, không có chuyện lung tung tại đây. Bởi vì sao? Cái gì bằng vàng bằng bạc đó là quý giá, còn cái gì rơm rạ đó là không có giá trị gì. Amen anh chị em. Mình thấy nhiều cuộc đời mà đứng lên với Chúa, hầu Chúa thời gian mà ngã
họ đứng lên họ hầu Chúa thời gian họ rớt. Tại vì sao? Vì cuộc đời của họ đã không có xây dựng bằng những cái chất liệu tinh kính, chất liệu của sự cầu nguyện, cái chất liệu của sự trả giá, chất liệu của sự yêu thương, chất liệu của lời của Chúa, mà họ được xây dựng cuộc đời của họ trên vấn đề vật chất, trên cái lời khen tặng, trên một điều gì bề nổi bên ngoài, và một điều gì đó nó vô giá trị, để rồi gặp một cơn thử thách họ đều bỏ Chúa và xa cách Chúa. Nhưng quyền xin Chúa giúp đỡ chúng ta hãy học nơi tinh thần giống như Rahab, bị coi thường, bị coi rẻ, bị hiểu lầm, bị nhiều thứ lắm, nhưng mà trả giá và quyết định tôn trọng bảo vệ người của Đức Chúa Trời. Amen. Bà giấu người của Đức Chúa Trời, bà giấu người của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời giấu bà. Amen. Khi người nào giấu người của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ và giấu người đó. Amen. Người nào bảo vệ đền thờ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bảo vệ người đó. Amen. Người nào tôn trọng đền thờ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng người đó. Amen. Bằng cách sau đó thành Jericho đã bị tiêu diệt sạch sẽ hết, nhưng mà riêng gia đình của Rahab thì như thế nào? Còn sống. Tại sao? Vì bà ấy đã gìn giữ, tôn trọng, bảo vệ, che giấu người của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy lắc vai người bên cạnh nó, hãy nhớ điều này. Amen. Hãy nhớ điều này. Hãy nhớ điều này. Hãy tôn trọng. Hãy quý mến. Hãy bảo vệ. Hãy gìn giữ. Hãy che giấu người của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta nhớ câu chuyện của người đàn bà Sunem không? Bà đã làm gì? Bà cũng tôn trọng, yêu mến, che chở, bảo vệ và tiếp đãi Elise là người của Đức Chúa Trời. Amen. Bà biết rằng điều làm điều đó không phải đơn giản, nó phải trả một cái giá. Làm cái nhà tốn tiền không? Tốt. Làm cái giường tốn tiền không? Tốt. Làm cái đèn, các bạn, rồi đãi ăn, rồi bị mang tiếng tổn thương, nhưng cái giá của trả đó là bằng vàng, bằng bạc, bằng cả các cái đời sống của bạn, cho nên điều đó vô cùng giá trị. Amen. Và Đức Chúa Trời không bao giờ để cho những người tin kính Chúa bị thiệt thòi bao giờ. Amen. Nhắc người bên cạnh, Đức Chúa Trời không để cho những người tin kính Chúa thiệt thòi bao giờ. Amen. Đức Chúa Trời không để cho những người tin kính Chúa thiệt thòi bao giờ. Amen. Và ra hết bảo vệ hai sứ giả này có nguy hiểm đến mạng sống của bà không? Có. Có nguy hiểm không? Có. Nhưng mà tại sao bà làm điều đó? Bà kính sợ Chúa. Vì sao? Bà biết được đây là người của Đức Chúa Trời. Dù bà phải trả bất cứ giá nào, bà vẫn quyết định bảo vệ. Đức Chúa Trời có để cho bà thiệt thòi không? Nhìn người bên cạnh nở nụ cười, khi bạn trả giá với Chúa, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Khi bạn quyết định trả giá với Chúa, bạn sẽ không bao giờ thất vọng. Amen. Thưa anh chị em, rằng Rahab có một quá khứ không? Có. Quá khứ và tốt hay là xấu? Xấu. Anh chị em đang có mặt ở đây, chúng ta có quá khứ tốt hay là xấu? Xấu. Mỗi người có khác khác nhau. Nhưng tôi đảm bảo xấu nhiều hơn tốt. Đúng. Tôi đảm bảo điều đó. Trong đó có tôi. Nhưng sở dĩ tại sao chúng ta vẫn còn được phước như ngày hôm nay? Tại vì sao? Chúng ta tôn trọng Chúa và yêu mến người của Đức Chúa Trời. Chúng ta giấu lời của Chúa trong lòng để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Tôi mong rằng trong hội thánh Salon không ai soi mối lôi lên các chuyện tội lỗi của người khác ra để làm trò cười rồi gây sự chia rẽ. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện, bảo vệ, khích lệ, nâng đỡ và khích lệ anh em chúng ta trong con đường tin kính Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Quá thật như vậy thì cuối cùng Rahab không bị chết mà Rahab được sống. Và không những được sống mà gia đình của bà cũng được sống nữa. Vì giấu người của Đức Chúa Trời. Nhưng anh em đã cãi lời của Chúa, đã lừa dối, đã cất giấu những điều mà phạm với lời của Chúa, và Achan đã lừa gạt người lãnh đạo, Achan đã âm thầm tìm cách gì đó trong lời cho cá nhân, Achan đã làm điều gì đó nghĩ là không ai thấy, nhưng mà tại Achan mà cả Jerusalem bị chết trong lúc đó, chết ra thành thị tướng mấy trăm người. Rồi gì nữa, cả gia đình của ông phải bị phơi bày, banh xác. Vì sao? Vì tội lỗi che giấu trên đời sống của ông. Qua điều này tôi muốn khích lệ mọi người trong chúng ta, nhờ ơn Chúa chúng ta kính sợ Chúa và làm theo lời Đức Chúa Trời, đừng cắt giấu tội lỗi anh chị em. Amen. Tôi chưa thấy người nào cắt giấu tội lỗi mà được khen tặng, mà tôi cũng chưa thấy người nào thành
thành tâm thật lòng yêu mến Chúa, các giá trị điều tốt đẹp mà mình thích được. Amen. Có thể bước đầu người ta chưa hiểu, có thể bước đầu chúng ta có thể gặp những sự rắc rối, nhưng về sau chúng ta sẽ được phước. Anh chị em ơi, vàng, bạc, những bảo thạch là cái đồ quý giá, là cái đồ khó cháy, mà có cháy nó không hư. Nhưng mà cỏ khô rơm lại những người đó là gì? Xây lên một cái, gặp gia đình đang đề thì cháy ngay, dễ cháy, dễ hư và dễ tàn và dễ héo. Cho nên nhờ Chúa, chúng ta đi với Chúa, sống với Chúa, hầu Chúa, không phải chỉ là như là một ngọn lửa rơm, nhưng hãy nhờ Chúa bằng lửa Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhiều người trong chúng ta đã mong muốn tôi sẽ là người giết Goliath. Chúng ta không muốn mình trở thành người giết Goliath không? Ai cũng muốn điều đó. Những cái Goliath khổng lồ, những Goliath của tội lỗi, những Goliath của bệnh tật, những Goliath của sự đói nghèo, những Goliath của sự nợ nần, những Goliath của những sự khống chế đau khổ, ai chúng ta cũng muốn giết được. Chúng ta muốn mình trở thành một hội thánh mạnh, chúng ta trở thành người kết quả, chúng ta sẽ mong muốn nhiều người được biết mình. Nhưng mà thật sự anh chị em, trước khi muốn giết một Goliath công khai, Đức Chúa Trời muốn mọi người chúng ta hãy giết những con sư tử thách âm thầm. Amen. 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 Trước khi David hạ gục một Goliath công khai, Đức Chúa Trời muốn David hãy nhờ Chúa mà giết những con sư tử âm thầm. Amen. Lúc bây giờ không ai thấy, nhưng con sư tử đó là gì? Mỗi người trong chúng ta đều có một con sư tử. Những con sư tử của tội lỗi, những con sư tử của sự tham mê, những con sư tử của sự hung hăng, những con sư tử của sự nói nhiều nữa. Wow! Khi chúng tôi một lần kia đi công việc Chúa, khi chúng tôi đi như vậy thì trên xe, mọi người, mấy ngày trước thì ok, mấy ngày sau thì có một người xuất hiện. Cái gì đó mà lắm nhắn quay vậy nè. Tôi năn nỉ mấy người nữa. Người hãy để trên một cái chiếc xe nó có một cái hòa khí nó vui vẻ. Hãy nhờ ơn Chúa, cái gì đã nói thì mình nói. Amen. Lời nói chúng ta mới có giá trị. Amen. Còn giống như người kia nói đến đâu mà cả xe cháy luôn. Anh chị em ơi, hãy nhờ ơn Chúa. Lời nói không tốn tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Amen. Nhiều ông chồng không bị trầm cảm vì do chứ mà vợ nó nhiều lắm. Nhiều đứa con nó trầm cảm do mẹ nó nhiều lắm. Nhiều người vợ đau khổ vì ông chồng nói nhiều lắm. Cho nên anh chị em ơi, hãy giết những con sư tử một cách âm thầm đó, để rồi Chúa sẽ đưa chúng ta ra giết một Goliath công khai trước mặt mọi người. Nhiều người chồng ngày hôm nay không chịu giết những cái con sư tử âm thầm, tính toán với vợ, tính toán với con mà rộng rãi với gái. Có nhiều người coi như là khấu ở nhà mà dạy ở chợ. Đối với vợ con là chi ly là tính toán, đối với chồng của con là chi ly là tính toán, mà đối với ngoại là coi như là thoải mái. Anh chị em ơi, xả láng sáng về sớm nữa có người nói vậy. Nhưng mà đừng, hãy nhờ ơn Chúa mà chúng ta sẽ quyết định diệt những cái con sư tử nào mà chúng ta đang đối diện. Với đến nỗi mà quý vị biết là trên xe chúng tôi sau giờ đó không ai dám nói nữa, không ai dám nói nữa. Còn ngắm nhìn tôi nó nói bời. Bây giờ con có thấy con ngại nó luôn. Lời nói của mình bây giờ con mất giá trị. Đến nỗi mà tài xế bắt đầu quạo, tài xế quạo rồi quý vị biết cỡ nào. Luôn là hết hồn luôn. Còn chưa, cuối cùng cảm chưa còn gặp anh em sáng này. Ông quạo cho nên chị em ơi, trên xe là nơi công cộng, chúng ta nên tôn trọng, chúng ta không nên chiếm đại mạnh quá. Amen. Amen chị em. Amen. Hãy tôn trọng trong gia đình cũng vậy. Và đó là những cái con sư tử mà chúng ta cần phải giết. Còn những con sư tử của sự lầm biến thì sao? Những con sư tử của sự lầm biến thì sao? Chúng ta hãy nhờ Chúa giết những con sư tử âm thầm đó. Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta giết được những Goliath một cách công khai. Amen. Nhưng tôi vui, hội thánh Salon là những người rất là siêng năng, chứng tỏ là quý vị đã giết gục được con sư tử lười biếng rồi. Amen. Hãy nhân cho tất cả các chúc mừng bạn đã giết được con sư tử lười biếng rồi.
Những con sư tử có sự bỏ nhốt thì sao? Hay giờ chú xử nó luôn phải không? Những con sư tử có sự cằn nhằn thì sao? Nhiều con sư tử âm thầm, Chúa muốn chúng ta cần phải giết nó một cách âm thầm để rồi Chúa đưa chúng ta ra sự công khai. Trước khi mà coi như là kinh nghiệm cái điều lớn, hãy làm việc nhỏ trước anh chị em. Cho nên nhờ ơn Chúa mà Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta có những con sư tử mà chính ta biết còn người khác không biết. Lúc bây giờ vua Saul không biết, quân đội không biết, cha của David không biết, nhưng mà David biết đối với cái con này là kẻ vô phá bề chiên, là kẻ làm cho mất trật tự, là kẻ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ta. Và David không ngần ngại bẻ ra răng nanh nó, giết nó một cách công khai để bảo vệ bầy chiên của chàng. Amen. Anh chị em ơi, có nhiều con sư tử ngày hôm nay nó âm thầm, con sư tử của sự nổ loạn, con sư tử của sự chia rẽ, con sư tử của sự không hài lòng, con sư tử của những sự mà khó chịu, con sư tử của sự ganh tị, những con sư tử của mà hơn thua, con sư tử của sự tính toán, con sư tử của sự lười biếng, những con sư tử của sự ích kỷ, những con sư tử của sự dâm dục, những con sư tử của sự xấu xa, hãy nhờ Chúa mà tiêu diệt nó ở trong danh Chúa Giêsu. Thì lúc đó chúng ta tiêu diệt được cái điều đó, Chúa chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra công khai trước mặt mọi người để chúng ta giết được những cái con ông Goliath khổng lồ. Muốn trở thành một người hầu về Chúa mà trong lòng chúng ta luôn luôn giữ những lời cay đắng, lòng chúng ta giữ những sự hận thù, lòng chúng ta giữ những sự mà hơn thua, không thể nào chúng ta trở thành người hầu Chúa vĩ đại được, anh chị em ơi. Tôi thấy rằng nhờ ơn Chúa, chúng ta học với bà Rahab trước khi bà trở thành là một người vợ của 12 thám tử đó, một trong 12 người đó, thì bà đã nhờ ơn Chúa và bảo vệ người của Đức Chúa Trời. Bà trước khi được trở thành một gia phả trong Chúa Giêsu, bà trước khi trở thành cái người mà kinh thánh được nhắc đến quá khứ rất tệ, nhưng bắt đầu kính sợ Chúa được phước, thì anh chị em ơi, bà đã âm thầm diệt được tất cả những sự sợ hãi trên đời sống của bà. Diệt được tất cả sự sợ hãi, sự chết ăn mà không sợ, nhưng mà vì kính sợ Chúa, bà không sợ chị chết, mà bà quyết định nhờ ơn Chúa mà bảo vệ người của Chúa Trời. Cho nên tôi thấy được rằng bà ấy đã được phước khi bà đã xây dựng cuộc đời của bà bằng vàng, bằng bạc, anh chị em ơi. Rất là giá trị. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, hôm nay tôi muốn gửi sứ điệp này, muốn khích lệ con dân của Chúa trong hội thánh Salom. Hãy nhờ ơn Chúa mà quyết định giấu lời Chúa trong lòng để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Amen. Và cái gì không xứng đáng, chúng ta nhờ ơn Chúa diệt nó đi để cuộc đời chúng ta được phước. Amen. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại để không bị hiểu lầm. Ai trong chúng ta còn có quá khứ, mà quá khứ của chúng ta có những quá khứ vô cùng đen, không có tốt chút nào cả, nhưng đã nhờ ơn Chúa đã rửa sạch và đã được tưới sạch bằng huyết Chúa Giêsu rồi, thì kể từ ngày hôm nay chúng ta quyết định sống tốt, sống đẹp và sống làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng để những cái con sư tử âm thầm của sự mặc cảm tự ti, những con sư tử của sự định tội, những con sư tử của quá khứ, những con sư tử của sự lầm lỡ, những con sư tử của những điều gì đó mà bị cám dỗ, nó trói buộc chúng ta nữa. Nhưng hãy nhờ ơn Chúa buổi sáng nay chúng ta sẽ quyết định diệt nó đi, để rồi qua đó Đức Chúa Trời đưa chúng ta ra diệt những Goliath một cách công khai và dùng chúng ta trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Tôi nói anh chị em rằng nếu bao lâu chúng ta vẫn còn sống trong sự mặc cảm tự ti, bấy lâu chúng ta sẽ bị ma quỷ nó lợi dụng. Tôi xin nhắc lại, bao lâu chúng ta vẫn còn sống trong sự định tội, bấy lâu chúng ta không mạnh dạn làm công việc Chúa cách công khai đâu. Nhưng khi nào chúng ta đã quyết định tin chắc rằng nhờ huyết Chúa Giêsu đã đổ ra rửa sạch tội cho con, và trong Chúa con được tha tội, trong Chúa con được xưng công bình, trong Chúa con được cứu chuộc, chúng ta sẽ mạnh dạn và chúng ta sẽ bước ra, Chúa sẽ sức dội chúng ta và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Buổi sáng hôm nay, ai người trong anh chị em bị tổn thương, ai trong anh chị em có những sự mặc cảm từ đây, ai trong anh chị em vẫn còn những cái con sư tử, những cái điều kín dấu, những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, tôi khích lệ anh chị em hãy nhờ ơn Chúa
đứng lên một cách mạnh mẽ và con công bố rằng quý Chúa rửa sạch tội con, và con công bố rằng con được xưng công bình trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ mạnh mẽ công bố nó ra, chúng ta quyết định chiến đấu nó. Chúa sẽ dùng chúng ta trong những ngày tới để làm sáng danh của Chúa Trời. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúng ta hãy cầu nguyện ngay trong giờ này, học đòi đức tin của và Rahab, và hãy nhờ ơn Chúa mà từ bỏ tất cả những điều gì giống như Acan, để rồi chúng ta sẽ mạnh mẽ và quyết định đứng về phía Chúa để làm sáng danh của Chúa Trời ngay trong giờ này. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Mọi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Ôi xin ban hát chúng ta tiếp tục lên đây để chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cùng với hội thánh. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, hallelujah. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, con ngợi khen Ngài. Và trong danh Chúa Giêsu, mọi người chúng ta. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, con ngợi khen Ngài. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu, ngợi khen Ngài. Ôi Chúa ơi, ban ơn Chúa cứu chúng con ngay trong giờ này, Chúa ơi. Ôi trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, hallelujah, ngợi khen Ngài, Chúa Giêsu, ngợi khen Chúa yêu dấu của chúng con. Cảm ơn Ngài Trời, hallelujah, trong danh Chúa Giêsu. Ôi cảm ơn Ngài, Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.